Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi phần điểm tin thời sự lúc 10 giờ sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tối qua, khu di tích Phố Hiến tỉnh Hưng Yên đã chính thức nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia, đồng thời khai mạc các lễ hội văn hóa dân gian Phố Hiến năm 2015. Trước đây, Phố Hiến không chỉ là một đô thị hành chính mà còn là trung tâm kinh tế thương mại sầm uất. Cuộc sống sinh hoạt và nếp sống văn hóa của các thương gia ngoại quốc đã để lại cho nơi đây những di sản văn hóa quý giá, vừa có kiến trúc văn hóa thuần Việt, vừa có tính đa dạng của nhiều nước. Đến nay, Phố Hiến vẫn còn bảo tồn và giữ gìn được hơn 100 di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Nhiều lễ hội gắn liền với các di tích được duy trì hàng năm đã thu hút hàng vạn lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Với những giá trị lịch sử và văn hóa đó, 16 di tích hợp thành khu di tích Phố Hiến đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào cuối năm ngoái. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chuyển giao nguồn vốn trái phiếu chính phủ đóng góp phần dự án đầu tư hầm đường bộ Đèo Cả, còn dư để triển khai lập dự án đầu tư xây dựng đầm hầm Hải Vân. Tính đến nay thì hầm đường bộ qua đèo Hải Vân đã đi vào khai thác được 10 năm nên việc lưu thông một ống hầm với hai làn xe ngày càng trở nên phức tạp, dễ gây ùn tắc an toàn giao thông do lưu lượng xe qua khu vực này rất lớn. Hiện nay quốc lộ 1 đoạn Hà Nội Cần Thơ đang được mở rộng theo quy mô 4 làn xe, cơ bản sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, đoạn qua đèo Hải Vân hiện đang khai thác với hai làn xe lưu thông ngược chiều nhau qua hầm và không có giải phân cách. Do đó việc đầu tư để có một ống hầm Hải Vân thứ hai là rất cấp bách. Vì vậy Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất lên chính phủ sự cần thiết đầu tư mở rộng hầm đường bộ Hải Vân với quy mô là 4 làn xe. Vừa qua, lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh đã được Quân chủng Hải quân tổ chức và năm nay thì có 37 sáng kiến đã được trao giải. Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh được trao cho các tập thể cá nhân có đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa thực tiễn trên các lĩnh vực. Một số công trình nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị như sáng kiến hộp phát khói huấn luyện 2,5 kg, nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm ứng dụng thiết bị tự ghi mực nước, sáng kiến hộp báo thao trường đa năng. Từ tháng 8 năm 2015, Quân chủng Hải quân đã sáng lập giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo mang tên anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh nhằm khơi dậy sự say mê sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng hải quân hiện đại để bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Xin được chuyển sang phần tin tức quốc tế. Nhân viên cứu trợ Nepal và các nước vẫn đang cố gắng đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. Và tính đến đêm qua, thì số người tử vong trong trận động đất tại Nepal đã lên tới con số là 2.400 người và hơn 6.000 người bị thương. Sau khi chủ trì cuộc họp nội các chiều hôm qua, thì Thủ tướng Nepal Koirala đã kêu gọi người dân hiến máu để cứu những người bị thương vẫn đang trong bệnh viện. Ông cũng đề nghị các doanh nhân mở kho dự trữ để giảm tình trạng thiếu cung ứng lương thực, đồng thời chỉ thị cho tất cả các cửa hàng dược phẩm gần các bệnh viện phải tiếp tục hoạt động bình thường. Chính phủ Nepal thì kêu gọi đóng góp cho quỹ cứu trợ thiên tai của Thủ tướng vừa được thành lập nhằm góp phần khắc phục hậu quả động đất. Còn tại Ấn Độ, dù vẫn đang phải cứu trợ và khắc phục hậu quả dư chấn của động đất tại một số bang ở miền Bắc và Đông Bắc, song chính phủ Ấn Độ vẫn tiếp tục dành sự hỗ trợ đặc biệt cho nước láng giềng Nepal. Phát biểu tại cuộc báo ở New Delhi vào chiều qua, thì Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanian Jaishankar cho biết tình hình tại Nepal rất nghiêm trọng và hoạt động cấp cứu và cứu trợ là nhiệm vụ hàng đầu của Ấn Độ. Quân đội Ấn Độ đã tăng cường hoạt động cứu trợ, cứu nạn tại Nepal. Lực lượng không quân Ấn Độ đã huy động nhiều máy bay chở hàng viện trợ, nhân viên y tế và nhân viên cứu nạn tới Nepal. Trong khi đó, lực lượng lục quân của Ấn Độ đã cử một thiếu tướng tới Nepal để giám sát hoạt động cứu nạn. Còn lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia của Nepal, của Ấn Độ cũng điều 10 đội quân cứu nạn tới Nepal và đây là lần đầu tiên lực lượng này hoạt động ở nước ngoài. Ngoại trưởng Yemen ngày hôm qua đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán hòa bình do cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đưa ra và đồng thời cho biết chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê Út đứng đầu nhằm vào phiến quân Houthi vẫn chưa kết thúc. Ông Riyad Yassin cũng cho biết chiến dịch quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vẫn chưa kết thúc, các hoạt động không kích phiến quân Houthi mới chỉ được tạm dừng và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tiến hành không kích trong 32 ngày qua vào các mục tiêu của lực lượng phiến quân Houthi nhằm hỗ trợ khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mansour Hadi, một đồng minh thân cận của Riyad. Phần điểm tin thời sự lúc 10 giờ sáng xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt quý vị.